kẹt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sonic 2009 và các dàn đồ chơi làm nên tên tuổi. Cái chiếc Sonic này khiến cho mình mê tích bởi một cái dàn đồ chơi đến từ Nhật Bản. Bí mật chút xíu với các bạn, đây là một hiệu đồ chơi mà được toàn anh em chơi xe kiển đang nhiệt tình mến mộ. Nếu các bạn nhìn sơ qua, chắc chắn nghĩ ngay đây là chiếc xe sim, nhưng đừng bị đánh lừa nhé. Món đầu tiên mình muốn giới thiệu đến anh em đó chính là cái cụm thắng siêu phẩm Kristiff, một cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp với cái cụm là Rainbow Blitz của nhà Rainbow. Bên cạnh đó còn có một cái ống dầu nhỏ đỏ có những cái gam màu sắc đồng điệu với logo Kristiff trên cụm. Các cụm thắng này luôn cái ống dầu và dưới khoảng là 15 triệu đồng. Đối trọng với nó không gì khác ngoài cái cụm con chay Kristiff có mức giá cũng là 7 triệu đồng, mang đến cái sự liên lạc phải trái cho cái phần tự động. Bên cạnh đó ta còn có thể tinh chỉnh được cái độ xa gần của bàn tay con để hợp hơn với bất cứ những kích thước tay nào. Dù mâm zin màu đỏ của chiếc xe cũng rất là bật, nhưng cũng khó mà bị dìm được bởi con heo Rainbow Blitz đắt tiền mà người chủ đã tinh tế trang bị. Phát nhôm CC được tính toán sao cho gắn vào heo không bị cả mâm. Giá của dòng heo và cái phát này là rơi vào khoảng từ 10 đến 12 triệu đồng. Cô đơn giữ một cái dàn ốc Titan cam màu vàng trên phần đầu máy, đó chính là cái núp chụp phục trước đỏ thắm thương hiệu đến từ Đúc Bài Thần Thánh. Tình cờ làm sao mà em ấy có thể gắn vừa vặn với cái lỗ nhớt của Sonic. Vì là một cái món đồ chơi là phân khối lớn nên khi cái nắp chụp này có mức giá lên gần là 500 triệu đồng. Dàn chân sau cũng được nâng cấp của con heo Rainbow 2bit để xứng cho màu vận động, làm chút điểm nhấn cho cái dàn chân sau. Hơn nữa, thế bắt ngược còn giúp cho bụi bẩn rơi ra thông qua cái rãnh nhỏ giữa heo. Mức giá cho cái dòng heo này cùng với cái phát là khoảng từ 2 đến 4 triệu đồng. Exeter 135, một cái bản nâng cấp tinh tế của dân chơi miền biển. Trước cái sự áp đảo của những phiên bản đã dùng cái công nghệ FE, gần như những tay chơi đã dần quên đi những phiên bản sân cơ năm nào, đặc biệt là những cái chiếc Exeter 135. Nhằm để cái chiếc Exeter 135 năm số của mình không chịu chung số phận với các dòng xe khác, một tay chơi xe có tiếng ở Nha Trang quyết định chi ra khoản tiền khủng để lên những món đồ chơi thay vì mua xe mới. Ở dụng cho mình cái cụm thắng Rainbow Asset 15, sản phẩm này được gia công tại Ý, phù hợp cho rất nhiều dòng xe phổ thông ở dụng. Phần nhựa bóng được quét rất nhiều để không bị cả cứng phần tay thắng trong quá trình tháo lắp dàn áo. Bên ngoài là cái cụm tăng tốc Domino, bên trái là cụm tay con Kristiff. Cái phần giữa nhựa nhám được bắt trên đồng hồ Casio ASN phụ để làm kiểm cho cái sự phá cách trên những cái dòng xe đua. Cái đồng thời thêm tính năng chuyên sâu như bảo vòn, tù máy, nhiệt độ, ngày tháng vân. Một bên sườn FST to lớn nên được người chủ quyết định bắt bên cạnh thốc máy, thay vì khoét mũ giấu vào bên trong như các dòng xe đồ khác. Chàng chinh là một khối tài sản với những anh em chia xe. Điểm nhấn là con heo dầu Fando 2bit xứng ở bánh trước và sau. Xe còn được thiết kế lên cái phát phù hợp với kích thước đĩa của Rakotec, trước là 245, còn phía sau là của Daytona 220. Bên cạnh là cái chân lực Matrix kẹp sườn hành trình 110mm đi cùng với mượn sáu chỉnh nặng nhẹ giúp chống sập phần đầu khi đi tốc độ cao. Nhìn xuống dàn chân thấy ngay cái mâm Daytona to lớn đầy giá trị được người chủ ưu ái ban tặng cho cái chiếc Exeter 135 của mình sau bao năm tháng phục vụ. Trang bị cho mình phục Holin bình dầu rời là sao vàng, cấu tạo là hai nút chỉnh ở bình dầu và chân phục cho người chủ dễ dàng tăng chỉnh theo nhu cầu khi đã nặng hoặc được mình. Phần đĩa tải được gia công cái đĩa titan giá trị khoảng 2 triệu đồng. Đĩa tải được làm bằng đĩa titan cho độ cứng rất cao, độ đẹp trai, cải thiện nhiều và mức giá lại cũng khá mắc. Hai thở là turbo power racing kết hợp cùng với cổ titan 3 khúc đem lại mức âm thanh quy lực và cực kỳ hiện đại trên chiếc xe. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp nhớ like và subscribe.